Namaste. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một buổi tập ngắn nhưng đầy đủ và hiệu quả, giúp bạn làm giảm căng thẳng và tăng cường năng lượng. Với những động tác yoga nhẹ nhàng nhưng hiệu quả sẽ giúp bạn tập trung hơn và nâng cao hiệu suất làm việc mỗi ngày. Chúng ta bắt đầu ngồi thẳng cột sống lưng, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, chậm chậm thở ra, hạ dần cử tay xuống, đến khi mông phải của mình nhấc lên thì mình dừng lại. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang phải, thở ra. Hít vào về giữa. Đổi bên, thở ra. Hít vào. Chậm chậm nghiêng sang phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào đẩy thẳng cột sống lưng. Chậm chậm nghiêng người sang trái, thở ra. Rồi nhấn mông bên phải của mình xuống, đẩy thẳng cột sống lưng, giữ và hít thở đều. 5, cố gắng đẩy căng lồng ngực lên ạ. 4, cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên phải. 3, hít thở đều. 2 và 1, nâng người lên, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, thở ra. Rồi ta nhấn mông bên trái xuống, đẩy thẳng cột sống lưng và thẳng tay trái. 4, cảm nhận sự căng giãn và thả lỏng vùng lườn bên trái. 3, 2 và 1, vươn hai tay lên, hít vào. Thở ra, vặn người sang bên trái, mắt nhìn theo vai trái phía sau, cố gắng đẩy phần lưng dưới của mình lên. Hai tay ra ngang, hít vào. Chậm chậm vặn người sang phải, thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm vặn phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào đẩy thẳng cột sống lưng, kéo căng vai. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở hết ra, vòng tay trái sau lưng nắm lấy đùi phải. Giữ và hít thở đều. 5, 4, thả lỏng toàn bộ vùng lườn của mình. 3, 2 và 1. Về giữa, hít sâu. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra. Vòng tay phải sau lưng nắm lấy đùi trái. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, nâng cao lồng ngực. 4, cảm nhận sự căng giãn ở vùng lườn và vùng cổ bên trái. 3, hít thở đều. 2 và 1, vươn hai tay ra ngang, hít vào. Chậm chậm hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Chống tay xuống, nâng mông lên, đẩy ngực về phía trước. Chậm chậm hạ mông, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía trước, vươn dài các đốt sống, thở ra, trán xuống, mông không lên. Tiếp tục, vươn hai tay lên, hít sâu. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, mông lên, đẩy căng ngực về phía trước. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên, hít vào. Gập người về phía trước. Vươn dài các đốt sống, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Hai tay sau, thở. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, đẩy mông lên, ngực lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Kéo cằm của mình lại. 4. Cố gắng đẩy mông về trước và vươn căng lồng ngực. 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm hạ mông xuống. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Gập người về phía trước. Thở ra. Ghi mông của mình xuống. Giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Nâng người của mình lên. Vươn hai tay lên, hít vào. Hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực này. Chúng ta vươn cằm của mình lên, ngửa cổ, mắt nhìn lên. Sau đó hất tay ra xa. Hất tay ra xa. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hai tay đặt đầu gối. Hít vào, nâng lồng ngực của mình lên. Thở ra, cuộn lưng ra sau. Cằm thu về hõm cổ. Mắt nhìn xuống rốn. Kéo căng cái phần vai của mình phía sau. Giữ và hít thở đều. 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay đặt vai, thở ra. Khử tay chạm nhau, cúi đầu của mình xuống. Hít vào, mở rộng khử tay sang hai bên. Thở ra. 4, 3. Cố gắng kết hợp với cổ để kéo giãn vùng cổ của mình. 2 và 1. Chúng ta xoay ngược lại. Hít vào, mở rộng lồng ngực. Thở ra, khép tay, hóp sâu bụng lại. 4, 3, 2 và 1. Rồi, giờ chúng ta gập chân bên phải. Duỗi thẳng chân trái sang trái. Mở rộng đầu gối phải của mình hết mức có thể. Dựng chân bên trái lên. Hai mông ngồi trên thảm. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Chậm chậm vươn dài tay trái về phía trước. Nghiêng người sang chân trái. Thở ra. Kéo căng vùng lườn bên phải của mình. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu. Hạ tay phải chống phía sau mông phải. Thở ra. Hạ mũi chân trái. Mông lên cao, hít vào, đẩy căng lồng ngực, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Gập người về phía trước, khoảng cách là giữa hai chân. Vươn dài cột sống, thở ra và trán xuống. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên phải, tay trái nắm gối, tay phải chống phía sau mông trái. Đẩy thẳng cột sống lưng và vặn người. Chúng ta lặp lại lần thứ hai. Hít vào, vươn hai tay lên. Chậm chậm nghiêng người sang bên trái, thở ra. Tiếp tục nâng người lên về giữa, hít vào. Hạ tay phải phía sau, thở ra. hạ mũi chân chống đầu gối, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Mắt nhìn theo tay. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra, dựng mũi chân. Hít vào, về giữa, kéo căng vai lên, nâng cao lồng ngực. Gập người về giữa hai chân, thở ra, gập người xuống. Tiếp tục, hít vào, vươn hai tay lên cao. Vặn người sang phải, thở ra. Rồi một lần cuối, hít vào, kéo căng vai. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Rồi, giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng ghi mông phải xuống này, ngực đẩy căng lên, mở cái vai phải của mình lên. 4. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên phải và thả lỏng nó ra. 3, 2, hít thở đều đi ạ. Và 1. Nâng người của mình lên, hít vào, tay phải chống phía sau, thở ra. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực. Thở ra, mềm lưng ra. Rồi, siết cơ bụng, đẩy mông về trước, ngực lên. Giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Chậm chậm hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về giữa hai chân, thở ra. Đi tay. Hạ khuỷu tay của mình xuống và từ từ hạ ngực xuống, trán xuống. Giữ và hít thở đều. 5. Thả lỏng vùng kheo chân. 4, 3. Kéo giãn toàn bộ vùng lưng của mình. 2 và 1. Chậm chậm nâng người của mình lên. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Vặn người sang phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Nâng cao lồng ngực nào. 3. Mỗi lần thở ra ta vặn vai phải ra phía sau hơn một chút nữa. 2 và 1. Vươn tay lên qua đầu, hít vào, thở ra, hai tay xuống, đồng thời co chân trái của mình lại. Hai tay đặt dưới lòng bàn chân, đẩy thẳng cột sống lưng. Hít vào, thẳng chân, thẳng lưng. Thở ra, ta kéo chân lại một chút, sao cho cảm thấy căng giãn hết mức có thể thì dừng lại. Giữ và hít thở đều. 5. Mỗi lần thở ra ta lại kéo sát chân và bụng của mình. 4. Điều chỉnh cột sống lưng thẳng lên ạ. 3. Tiếp tục kéo thêm một chút nữa. 2 và 1. Rồi từ từ giữ nguyên tư thế, tay phải nắm má ngoài lòng bàn chân trái. Hít vào, vươn cao tay trái lên, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra, tay trái ra phía sau, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3. Mở căng ngực nữa nào. 2 và 1. Rồi từ từ vòng chân trái qua đầu gối phải. Lúc này ta chống tay về phía trước. Đó, nhấc cái mông của mình lên, khép sát hai cái đầu gối sao cho hai đầu gối thẳng hàng với nhau này. Đó, rồi chúng ta từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập tay phải phía trên, tay trái phía dưới, thở ra. Cố gắng hai tay nắm lấy nhau. Hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra, gập người về phía trước, cằm chạm đầu gối. Rồi, giữ ở đây và hít thở đều. 5. Thả lỏng vùng khớp hông. 4. Thả lỏng vùng vai. 3. Điều hòa hơi thở. 2 và 1. Rồi, vươn hai tay lên, hít vào, hai tay xuống, thở ra. Đa duỗi thẳng hai chân và thả lỏng chân. nâng đầu gối lên xuống. Rồi, mời mọi người đổi bên ạ. Ta sẽ gập chân trái và duỗi thẳng chân phải. Dựng mũi chân của mình lên, hạ hai mông của mình xuống dưới thảm. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Vươn dài tay phải về phía trước, thở ra và nghiêng người sang bên phải. Cố gắng thẳng tay trái và mở cái lồng ngực của mình lên. Tiếp tục về giữa, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Tay trái chống sau, thở ra. Rồi hạ mũi chân xuống, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía trước, giữa hai chân, vươn dài các đốt sống, thở ra. Tiếp tục nâng người của mình lên, hít sâu. Vặn người sang bên trái, tay phải nằm gối, tay trái vặn phía sau. Thở hết ra nào, đẩy căng lồng ngực của mình lên. Vòng thứ hai, hít vào về giữa. Nghiêng người sang chân phải, thở ra. Cố gắng là xoay cái ngực của mình lên. Tiếp tục nâng cao vùng cột sống, tay qua đầu, hít vào. Tay trái chống phía sau mông trái, thở ra, xòe 5 ngón tay của mình. Mông lên, hít vào, uốn cong lưng. Ngực đẩy lên nhiều. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Dựng mũi chân, vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía trước, giữa hai chân, vươn dài các đốt sống, thở ra. Tiếp tục về giữa, hít sâu. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Nghiêng người sang bên chân phải, thở ra. Lần này chúng ta sẽ làm và giữ ở đây. Hít thở đều nha, cố gắng đi cái vai phải của mình về phía trước. Xoay ngực của mình lên, kéo căng cái tay trái để kéo giãn được toàn bộ vùng lườn. Hít thở đều ạ. 4. Thở ra ta lại hạ vai xuống một chút. 3. Cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái của mình. 2. Và 1. Nâng người lên, hít vào. Tay trái chống sau, thở ra. Vòng tay phải về phía trước, hít vào, mông lên, uốn cong lưng. Thở ra, tay về sau. Giữ và hít thở đều. 5. Mở căng lồng ngực. 4. Siết mông, đẩy ngực về trước. 3. Thả lỏng các đốt sống lưng. 2. Và 1. Rồi chậm chậm hạ mông của mình xuống, dựng mũi chân phải lên. Hít vào, vươn căng tay qua đầu. Gập người về phía giữa hai chân, thở ra. Thả lỏng toàn bộ vùng kheo chân, kéo giãn toàn bộ các đốt sống lưng. Ghi cái mông của mình xuống. Hít thở đều, giữ ở đây. 4. 3. 2. Và 1. Chậm chậm nâng người lên. Hít vào, vươn hai tay lên, đẩy thẳng cột sống nào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra, cố gắng đi tay trái ra phía sau nhiều. Rồi, ta nâng vai phải của mình lên, giữ ở đây. 4. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng lườn của mình theo từng hơi thở. 3. 2. Và 1. Về giữa, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Chậm chậm thở ra, hai tay xuống. Co chân phải của mình lại. Hai tay nắm lấy phía dưới bàn chân. Hít vào, ta đẩy thẳng cột sống lưng và thẳng chân. Thở ra, kéo chân về phía đầu. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Gắng đẩy thẳng cột sống lưng lên ạ. 4. Thở ra lại kéo chân vào một chút. 3. Gắng thả lỏng và thư giãn phần keo chân của mình. 2 và 1. Rồi từ từ tay trái nắm má ngoài chân phải. Hít vào, vươn cao tay phải lên. Thở ra, vặn người sang phải, mắt nhìn theo tay. Cố gắng đẩy phần lưng dưới. 4, 3, hít thở đều. 2 và 1. Rồi từ từ vòng chân phải qua bên đùi trái. Chúng ta chống hai tay về phía trước, nhấc mông lên sao cho hai đầu gối của mình thẳng hàng với nhau và từ từ hạ mông xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập tay trái phía trên, tay phải phía dưới, thở ra. Cố gắng hai tay tìm lấy nhau. Nếu không tìm được nhau thì chúng ta cứ giữ ở đấy ạ, cho nó mềm dần khớp vai. Rồi hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra, gập người về phía đầu gối, cằm chạm đầu gối hoặc trán chạm đầu gối đều được. Giữ ở đây và hít thở đều. Chúng ta tập trung mỗi lần thở ra lại thả lỏng bướu bần khớp hông, thả lỏng cùng khớp vai. 4, 3, thở đều đi ạ. 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Với cái lớp chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Thả lỏng chân, thả lỏng lưng. Nâng đầu gối lên xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ về tư thế con bò mèo. Mông chạm vào gót chân của mình, hạ khử tay xuống. Và chúng ta tính thêm một bàn tay nữa. Nâng người của mình lên, cổ tay thẳng hàng vai, đầu gối thẳng hàng mông. Từ từ võng lưng xuống, hít vào, mở căng lồng ngực, vươn cằm về phía trước. Chậm chậm thở ra, cuộn lưng lên cao, cằm chạm hõm cổ và mắt nhìn rốn, xốc vai của mình lên. Tiếp tục võng lưng, vểnh mông, siết bụng, hít vào, mở căng lồng ngực. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm thở ra. Một lần cuối, từ từ võng lưng xuống, vểnh mông lên, hít vào, vươn căng lồng ngực về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, mở vai ra sau. 4, cố gắng hít, ta lại đẩy ngực lên để mở rộng cái phần lưng trên của mình. 3, làm mềm cột sống lưng. 2 và 1. Tiếp tục hít vào, cuộn lưng lên, hóp bụng, thở ra, xốc vai của mình lên. Giữ ở đây. 4, 3, hít thở đều. 2 và 1. Rồi chúng ta hít vào, vươn cao tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra, hạ sâu vai phải của mình xuống cạnh cổ tay trái. Chúng ta lặp lại 2 lần nữa. Nhấn bàn tay trái xuống, hít vào, vươn căng lồng ngực, mắt nhìn theo tay. Thở ra, hạ sâu vai xuống, vặn người sang bên trái. Một lần cuối, hít vào, siết bụng, nâng cao lồng ngực, xốc vai trái lên. Rồi, mông chúng ta không đẩy sang phải, mông trung tâm. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi chậm chậm hạ sâu vai phải xuống cạnh cổ tay trái của mình nào. Ta đi người sang một chút nữa. Rồi sau đó chống bàn tay trái của mình trước mặt, sao cho khuỷu tay thẳng hàng với cổ tay. Dạ, xoay 5 ngón tay và chúng ta nhấn một lực ở đây. Hít vào, chống 2 mũi chân, thở ra này. Đá căng chân trái lên cao, giữ ở đây và hít thở đều. Đã siết chặt cơ bụng và cơ đùi ở đây. 4, tập trung vào hơi thở. 3, cố gắng giữ nào. 2 và 1, giữ nguyên tư thế. Ta gập chân. Đó. Rồi tay trái của mình nắm lấy cổ chân, đá chân lên cao, giữ ở đây và hít thở đều đi ạ. 4, cố gắng nâng đầu gối của mình lên. 3, siết chặt cơ bụng. 2 và 1, rồi từ từ hạ chân xuống. Rồi nâng người của mình lên. Ta điều chỉnh đúng về tư thế con bò mèo nhé. Tiếp tục chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng cao tay trái lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra, vặn người sang phải, hạ sâu vai trái xuống cạnh cổ tay trái. Hít vào, nâng người của mình lên. Thở ra, hạ sâu vai xuống. Một lần cuối nào. Hít vào, xoay vai, mở ngực, mắt nhìn theo tay, giữ ở đây và hít thở đều. 4, cố gắng này, không chùn vai như này, ta nâng vai phải lên. 3, mông trung tâm. 2 và 1, chậm chậm hạ sâu vai trái của mình xuống cạnh cổ tay này. Rồi ta đi tay sang một chút nữa. Rồi từ từ chống bàn tay phải phía trước vuông góc, xòe 5 ngón tay của mình ra, áp phần mang tay của mình xuống nhé, để bảo vệ phần khớp cổ. Đó, chống 2 mũi chân này, hít vào, siết cơ bụng, đá chân lên, thở ra, giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng nâng mở rộng cái vai phải lên, không úp người xuống. 4, siết chặt cơ bụng và cơ đùi, duỗi thẳng chân phải hơn nữa nào. 3, 2, 1, rồi giữ nguyên, từ từ gập chân phải, tay phải nắm lấy cổ chân, đá chân lên cao, giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, rồi chậm chậm hạ đầu gối xuống. Chúng ta hạ mông ngồi về tư thế em bé, trán xuống thảm, 2 tay xuôi theo thân và thả lỏng phần vai, thả lỏng phần cổ. Là điều chỉnh cái trán của mình sao cho mình ngồi một cách thoải mái nhất. Hít thở đều để bơm oxy lên tim, bơm oxy lên não. Thả lỏng vùng cơ mà mình vừa mới siết. Điều hòa hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta vươn 2 tay về phía trước, mở rộng 2 tay bằng vai và xòe 5 ngón tay của mình ra. Nâng mông lên, chống mũi chân, đẩy đỉnh mông lên cao về tư thế V ngược. Hóp bụng lại, dướn đỉnh mông lên để kéo dài các đốt sống lưng và thả lỏng kheo chân của mình. Tiếp tục hít vào, đá chân phải lên cao. Thở ra, bước chân phải về bên cạnh bàn tay phải. Rồi, bây giờ hít vào, di chuyển tay trái về phía giữa này, tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay. Vặn người thêm một chút nữa, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1, chậm chậm hạ cái khuỷu tay của mình xuống. Và điều chỉnh cái chân phải của mình thẳng hàng với lại gót chân ạ, đầu gối gót chân thẳng hàng này. Ta nhấc mông lên xuống để thả lỏng vùng cơ đùi. Rồi cố gắng siết cơ bụng lại và đẩy cái cột sống của mình thẳng ra. mắt nhìn theo tay không cúi đầu. 4, 3, 2 và 1 rồi chậm chậm hạ cái chân sau của mình xuống. Tay trái nắm lấy cổ chân phải, xuôi mũi chân phía sau. Hít vào, vươn cao tay phải lên. Thở ra, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây, thoáng đẩy ngực lên này. Nâng vai trái lên, tách cái vai của mình xa tai. 3, 2, 1, giữ nguyên tư thế. Nếu có thể chúng ta gập chân sau, tay nắm lấy bàn chân. Nếu ai không nắm được thì chúng ta nhấc mông lên một chút và nắm lấy. Sau đó ta lại hạ mông xuống, rồi xoay vai phải lên, mắt nhìn lên. Giữ, hít thở đều. 4. Thả lòng vùng khớp hông phía dưới nào. 3, 2, đá chân ra mông nữa. Và 1, rồi chậm chậm hạ tay xuống. Đi chân trái lên cạnh phía chân phải. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, đẩy mông ra sau về tư thế cái ghế. Hóp bụng cuộn xương cụt này. Mũi, đầu gối và mũi chân trên một đường thẳng. Tay song song với tai, mắt nhìn về phía trước cách chân 1 mét. Siết chặt cơ bụng và giữ ở đây. 4. Khoáng cuộn xương cụt để chúng ta không bị đau lần phần thắt lưng dưới. 3, 2, 1, giữ nguyên tư thế, từ từ vặn người sang bên phải, vòng khử tay trái qua đầu gối. Hai tay đẩy giữa ngực và mắt nhìn lên. Giữ ở đây ạ. Mông chúng ta không đẩy sang phải nhé, mông vẫn trung tâm. 4, siết chặt cơ bụng, vặn ngực lên nữa. 3, 2 và 1, vươn hai tay lên cao. Hít vào, thở ra, hai tay nắm lấy bàn chân phải. Xòe căng 5 ngón chân trái ra, bấu chặt chân xuống thảm. Tiếp tục xoay vai ra sau. Hít vào, đẩy căng lồng ngực, đập đổ người về phía trước, đá chân phải lên cao. Thở ra, siết cơ bụng, giữ ở đây. 5, cố gắng đá chân lên nữa nào. 4, úp hai mông cân bằng. 3, 2 và 1, rồi từ từ co chân phải về phía trước, vươn hai tay lên cao. Hít vào, vòng tay trái qua gối phải, vặn người sang phải. Thở ra, mắt nhìn theo tay, hướng mũi chân của mình xuống, cố gắng đẩy thẳng sống lưng. Ai bị đau khớp gối thì chúng ta hơi trùng nhẹ chân trái một chút. Giữ, hít thở đều. 4, mở căng ngực ra nào, vặn người ra sau một chút nữa. 3, 2 và 1, rất tốt. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào, gập người về phía trước. Thở ra, chúng ta trùng nhẹ khớp gối một chút và bụng đùi áp sát. Đó. Nếu chúng ta thấy chưa căng để hơi thẳng gối lên để kéo giãn cái phần cơ kheo ở phía sau. Được chưa ạ? Rồi, từ từ bước dài chân phải ra phía sau. Nâng người của mình lên, vươn hai tay lên cao. Hít vào, mở căng lồng ngực, vươn dài cổ về phía trước, mắt nhìn lên một chút. Giữ ở đây, chúng ta bấu chắc cái phần chân trái xuống và siết chặt cơ đùi, úp hai mông cân bằng, mở rộng lồng ngực. Thở đều ạ. 2 và 1, rồi từ từ hạ tay của mình xuống, bước hai chân ra sau, tư thế plank, vai mông lưng thẳng hàng, hạ gối, ngực cầm 8 điểm. Thở ra, hạ ngực xuống giữa hai bàn tay nhé. Chúng ta khép sát hai cử tay, giữ ở đây. 3, 2, 1, rồi từ từ nâng chân phải lên, vuốt mũi chân, giữ ở đây. 3, cố gắng lực ở tay. 2 và 1, hạ chân xuống, xuôi mũi chân, chườn người về trước, xoay vai ra sau. Hít vào, vươn căng ngực lên, mở vai ra sau. Thở ra, mềm các đốt sống lưng. Hít thở đều. 4, cố gắng này, dướn cái phần lưng trên của mình lên nữa. 3, 2 và 1, rồi chúng ta chống mũi chân, tư thế V ngược. Hít vào, đá chân phải lên cao. Gập chân phải sang qua vai trái. Mắt nhìn qua vai trái phía trên này. Giữ ở đây và thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ chậm chậm chúng ta hạ chân phải sang bên trái xuống luôn. Rồi, hít vào này. Mông lên cao. Tay qua đầu. Uốn cong lưng. Giữ, thở đều ạ. 3, mông lên ngực lên. 2 và 1. Rồi chậm chậm hạ tay của mình xuống về vị trí. Tiếp tục nâng cao chân phải, hít vào. Thở ra, trán chạm đầu gối, xô người về phía trước và gồng chắc cơ bụng. 4, 3, 2 và 1. Hạ chân xuống và từ về tư thế bê ngược. Giờ chúng ta sẽ đổi bên nhé. Hít vào, nâng cao chân trái lên, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân trái về cạnh bàn tay trái, thở ra. Sau đó chúng ta dịch bàn tay phải về gần phía chân một chút này. Nâng người vặn sang bên phải, xin lỗi bên trái. Hít vào, nâng cao tay lên, đẩy thẳng gối chân phía sau, mắt nhìn theo tay. Giữ và hít thở đều. 4, nâng cao vai phải lên nào. 3, gắng cảm nhận cơ đùi của mình đang được siết chặt. 2 và 1. Rồi từ từ đi chân sang bên trái một chút. Sau đó chúng ta hạ hai khuỷu tay của mình xuống và chúng ta quay sang bên trái, nhìn xem cho sao cho cái đầu gối nó có thẳng hàng với gót chân hay không nhé. Rồi thẳng chân sau và uốn hông lên xuống, đồng thời duỗi cột sống, siết chặt cơ bụng và mắt nhìn vào bàn tay để chúng ta đầu cổ thẳng hàng với cột sống nhé. 3, 2 và 1. Chậm chậm hạ gối chân phải xuống, xuôi mũi chân. Giờ tay phải nắm lấy cổ chân trái, vặn người sang bên trái. Hít vào, nâng cao tay của mình lên. Thở ra, mở căng lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, xòe 5 ngón tay ra để máu lưu thông. 3, cảm nhận sự căng giãn ở cơ đùi. 2 và 1. Giữ nguyên tư thế, chúng ta gập chân phía sau. Đó, từ từ tay nắm lấy bàn chân, xoay vai, mở ngực, mắt nhìn lên. Ai bị đau cổ vai gáy thì mắt nhìn xuống bàn chân trái. Giữ và hít thở đều. 4, đá chân xa mông nào. 3, cố gắng mở rộng lồng ngực hơn nữa. 2 và 1. Rồi từ từ hạ tay của mình xuống, chống hai tay. Đi chân phải lên cạnh bàn chân trái. Rồi, vươn hai tay lên cao, hít vào. Trùng gối, đẩy mông phía sau, thở ra về tư thế cái ghế. Hóp chặt cơ bụng này, cuộn xương cụt của mình lại. Mũi, đầu gối và mũi chân trên một đường thẳng. Tay vươn qua tay. Giữ ở đây. 4, siết chặt bụng đi ạ. 3, gồng chắc cơ đùi. 2 và 1. Rồi hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên trái, vòng khuỷu tay phải qua đầu gối trái. Hai tay đẩy giữa ngực, thở ra, mắt nhìn qua vai này. Giữ ở đây và hít thở đều cho em ạ. 4, 3, gắng đẩy tay vào giữa ngực hơn nữa nào. 2 và 1. Rồi chậm chậm thoát thế, vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm dồn trọng lực vào chân phải, co chân trái ra phía sau. Hai tay nắm lấy cổ chân. Rồi, cảm thấy vững chắc, chúng ta bắt đầu xoay vai ra sau, nâng cao phần cơ hoành của mình lên. Hít vào, đá chân trái ra xa, đổ người về phía trước một chút. Giữ ở đây, siết chặt cơ bụng và cơ đùi. 5, đá chân lên cao nữa nào. 4, thả lỏng vai, thả lỏng lưng. 3, cố gắng giữ nào. 2 và 1. Rồi từ từ co chân trái về phía trước, vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào, tay phải đặt ngoài đầu gối trái, vặn người sang trái, thở ra, mắt nhìn theo tay phía sau, gắng đẩy thẳng lưng lên. 4. Ai bị đau gối phải nên ta hơi trùng nhẹ nhé. 3. Hít thở đều nào. 2 và 1. Rồi chậm chậm hạ chân xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía trước, hơi trùng nhẹ gối, thở ra, hai tay thẳng hàng với bàn chân. Bước dài chân trái của mình ra phía sau một bước. Rồi đầu gối thẳng hàng với chân phải này. Vươn người lên, úp hai mông cân bằng và thẳng chân sau. Dồn trọng lực vào chân phải nhiều hơn. Vươn hai tay qua đầu, hít sâu, mở căng lồng ngực, giữ và hít thở đều ở đây. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ hai tay xuống thảm. Đi chân phải ra sau, tư thế tấm ván. Xốc vai của mình lên, cuộn xương cụt, siết chặt cơ bụng. Chậm chậm hạ gối, ngực cầm xuống 8 điểm, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 4 3 khép sát khử tay. 2 1 rồi từ từ nâng cao chân trái lên. Giữ. 4 3 siết chặt cơ đùi nào. 2 1 hạ chân xuống, trườn người về trước, xoay vai. Hít vào, nâng cao vần cơ hoành của mình lên, mở vai ra sau, kéo giãn phần lưng của mình. Hít thở đều. 4 3 2 và 1. Rồi chúng ta chuyển sang tư thế em bé. Trán xuống thảm, thả lỏng hai vai, hít thở đều. Ai bị đau lưng thì chúng ta vươn dài tay về phía trước để kéo giãn các đốt sống lưng của mình ra nhé. Chúng ta chuyển sang tư thế nằm ngửa. Hai tay ra ngang, co hai chân của mình lên. Hít vào, chậm chậm, tay phải đặt bên ngoài đầu gối trái, thở ra, hạ hai chân của mình sang phải, mắt nhìn qua vai trái này. Tiếp tục về giữa, hít vào, đặt tay trái bên ngoài đầu gối phải, thở ra, vặn người sang bên trái, cố gắng là hạ vai phải xuống và nhấn hai đầu gối khép sát. Tiếp tục về giữa, hít vào. Lần này chúng ta làm và giữ, thở ra, hạ chân xuống. Hít thở đều đi ạ. 5 4 3 2 và 1. Nâng đầu gối lên, về giữa, hít vào. Tay trái đặt má ngoài gối phải, thở ra, vặn người sang bên trái, khép sát hai gối. Giữ ở đây và thở đều nào. 5 4 hạ vai phải xuống. 3 cảm nhận sự căng giãn ở lưng phía sau. 2 và 1. Rồi, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Sau đó này, chúng ta tay trái nắm má ngoài chân phải, tay phải nắm má ngoài chân trái. Rồi kéo đầu gối về phía ngực của mình và cầm chạm đầu gối. Nếu ai có bị đau cổ vai gáy ạ thì chúng ta hạ đầu xuống nhé. Rồi, nếu không thì chúng ta kéo lên, giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Chậm chậm hạ chân xuống, hạ lưng xuống, duỗi thẳng hai chân và thả lỏng một chút. Mọi người thấy video ngày hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment phía dưới để Huyền được biết nhé. Và đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.